Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Khám Phá Bí Ẩn. Xin chúc quý vị và các bạn có những giờ phút trải nghiệm thật thú vị và thoải mái cùng với kênh của chúng tôi. Đừng quên bấm đăng ký cũng như bật chuông thông báo để cập nhật những thông tin mới nhất từ kênh Khám Phá Bí Ẩn nhé. Và sau đây sẽ là những bí ẩn cần được khám phá tiếp theo. Trung Quốc có một ngọn núi được mệnh danh giàu có nhất ở thành phố Thiên Thủy, Cam Túc, đó chính là núi Mạch Tích. Nghe nói trên núi này có ít nhất 1 triệu nhân dân tệ, hơn 3,4 tỷ đồng tiền mặt, nhưng không ai dám lấy. Có chuyện như vậy sao? Núi Mạch Tích được đặt tên theo hình dáng của ngọn núi, trông giống như một bó lúa mì khổng lồ, cao 142 mét, là một đỉnh núi đơn độc thuộc dãy Tiểu Long. Ngọn núi tuy không cao lắm, nhìn tổng thể cũng không có gì đặc biệt, nhưng thật ra nó là một trong 4 hang đá điêu khắc lớn nhất Trung Quốc có lịch sử hàng nghìn năm. Trên núi Mạch Tích có rất nhiều hang đá được điêu đục đẽo nhân tạo, gọi là Mạch Tích Sơn Thạch Quật. Những hang đá này được bắt đầu khởi công từ thời Hậu Tần. Trong thời gian này, núi đã trải qua nhiều đợt cải tạo và tu sửa của các triều đại. Có thể nói, hang đá Mạch Tích chính là sản vật được sinh ra thấm nhuần văn hóa Trung Hoa nghìn năm. Hiện nay trên núi Mạch Tích có 221 hang đá và 10.632 tác phẩm điêu khắc bằng đất sét và đá. Các bức tranh tường có diện tích hơn 1.300 m2. Ví dụ, các bức tượng điêu khắc vào thời Bắc Ngụy có dáng vẽ, tạo hình khiến người ta nhìn vào cảm thấy thoải mái. Tượng thờ nhà Tùy và nhà Đường thì đầy đặn và mỹ miều hơn. Tượng thờ nhà Tống lại có điểm nổi bật ở kỹ thuật khắc họa đường nét trang phục tỉ mỉ chân thực. Những bức tượng mang phong cách đặc trưng của nhiều triều đại quy tụ lại với nhau, người ta sẽ dễ dàng cảm nhận được sự thay đổi của lịch sử và văn hóa hơn nghìn năm qua, đồng thời hiểu thêm về sự phát triển và tiến bộ của nghệ thuật điêu khắc Trung Quốc. Vì việc đục khoét các hang động nằm trên các vách đá lưng chừng nên vô cùng khó khăn cho những người thợ thủ công lúc bấy giờ. Chỉ cần lơ là một giây, bạn có thể bị rơi khỏi vách đá bỏ mạng. Các hang đá trên núi Mạch Tích trông giống như tổ ong khổng lồ, lối đi được đóng bằng ván gỗ chồng chên, được ví như đường bay giữa không trung, khiến cho việc khám phá ngọn núi trở nên khó khăn vô vàn. Do đó, hang đá Mạch Tích cũng là minh chứng cho trí tuệ và sự dũng cảm của người Trung Quốc cổ đại. Vậy vì sao núi Mạch Tích được mệnh danh giàu nhất? Không lẽ trong núi có động châu báu khổng lồ? Thực tế không phải như vậy, cũng không có vàng bạc đá quý, mà chính là những tờ tiền mặt được đặt dưới chân núi. Du khách sẽ nhét tiền vào khe hở của vách núi, có người lấy chiếc que chống xuống đất, đầu kia chống lên vách đá trên kèm theo tờ tiền. Cách này sẽ giúp tiền giấy không bị gió thổi bay và ước nguyện vẫn còn đó để Phật lắng nghe. Ban đầu, chiêm bái bằng cách dùng que chống tiền vào khe núi chỉ đơn thuần để không bị gió thổi bay đi. Đương nhiên không có bằng chứng nào chứng tỏ làm như vậy sẽ cầu được ước thấy, nhưng vì du khách đến đây rất đông, một người làm thì nhiều người cũng làm theo nên từ đó trở thành một thói quen. Nhìn từ chân núi, tiền giấy 5 tệ, 10 tệ, đủ màu sắc, tờ tiền có mệnh giá cao nhất có thể lên tới 100 tệ. Người ta còn truyền miệng nhau rằng nếu động ước nguyện có que chống tiền càng nhiều thì điều ước càng dễ thành hiện thực. Do đó càng nhiều người đổ xô nhau làm theo cách này hơn. Mặc dù một hoặc hai tờ tiền có vẻ ít, nhưng hàng chục nghìn tờ tiền được xếp dày đặc kéo dài đã tạo nên cảnh tượng rất ngoạn mục. Vậy dưới chân núi Mạch Tích có nhiều tiền, nhưng nhiều năm qua không bị mất trộm sao? Thật ra không cần giải thích cũng biết đây là tiền hương khói dâng lên Đức Phật và Bồ Tát, nên việc không một ai dám lấy đi cũng là chuyện thường tình. Nhìn chung có lẽ núi Mạch Tích không phải là di tích văn hóa giá trị nhất Trung Quốc, quy mô công trình cũng không phải lớn nhất, nhưng vì dưới chân núi có rất nhiều tiền giấy nên được mệnh danh là giàu có nhất. Ngoài ra nếu may mắn được đặt chân đến đây, ngoài động ước nguyện, bạn đừng quên ngắm nhìn những hang đá với vô số tượng điêu khắc kỳ công, nền văn hóa trải qua hàng nghìn năm trân quý mà không một loại tiền bạc châu báu nào có thể đổi được. Ba lô. Ba lô bằng vải hay chất liệu nhựa trong nay đã quá xưa với hội con nhà giàu. Muốn mọi thứ trở nên xa xỉ, chỉ cần giác vàng lên thôi. Dưới đây là ba lô bình dân của câu lạc bộ những chàng trai tỷ phú Billionaire Boys Club, trị giá 1.650 USD, khoảng 37,5 triệu đồng. Sơn móng tay. Sơn móng tay nay được hội nhà giàu nâng lên tầm cao mới. Trong lọ sơn móng tay có những hạt kim cương được tán nhuyễn ra. Đây là sản phẩm có giới hạn và được bày bán ở trung tâm thương mại cao cấp Selfridges của Anh, trị giá 195.000 USD, tương đương 4,4 tỷ đồng.
Giấy vệ sinh. Giấy vệ sinh được làm từ vàng nguyên chất 24 carat, quy ra tiền mặt khoảng 1,3 triệu USD, hơn 29,6 tỷ đồng. Có thể thấy, hội nhà giàu chăm chút cho việc đi vệ sinh cũng xa hoa không kém. Hộp đựng bắp rang. Bắp rang không đắt, nhưng cái hộp đựng phải chất. Giá 2.500 USD, khoảng 57 triệu đồng một hộp. Kem đánh răng. Kem đánh răng này giúp bạn có răng sạch sáng bóng, không thua kém gì kem đánh răng khác. Giá gia đình 185 USD một tiếp, khoảng 4,2 triệu đồng. Đá viên. Đá rồi cũng tan chảy thành nước, nhưng người giàu đều muốn hưởng thụ những thứ xa hoa nhất. Viên nước đá được chiết xuất từ một nguồn nước đặc biệt, trị giá một viên là 325 USD, khoảng 7,4 triệu đồng. Bánh pizza. Chiếc bánh pizza giác vàng 24 carat của hãng Industry Kitchen New York, giá một miếng lẻ là 250 USD, khoảng 5,7 triệu đồng. Giá nguyên bánh là 2.000 USD, 45,6 triệu đồng. Mì ăn liền. Chưa bao giờ mì ăn liền lại có giá trên trời thế này, tầm 40 USD, hơn 900.000 đồng. Chỉ vì cốc mì có nạm một chút vàng, chưa kể bạn sẽ được tặng đĩa khi mua một ly. iPhone X. Đây là phiên bản iPhone đặc biệt được kích hoạt bằng năng lượng mặt trời, vỏ máy bằng carbon và vàng, giá 4.500 USD, hơn 102 triệu đồng. Bút máy. Bút máy nào giờ cũng có những chiếc đắt đỏ do tính ứng dụng cao, nhưng chiếc bút máy một năm chỉ sản xuất một chiếc của hãng Aurora Diamante, được làm thủ công và nạm kim cương, giá 1,47 triệu USD, khoảng 33,5 tỷ, nên đầu tư mua bút hay mua nhà đây.